Kể từ khi ra mắt, Phương Như Bác đã nhanh chóng tích lũy được số lượng lớn người hâm mộ trung thành nhờ vào tính cách độc đáo, kỹ năng vũ đạo xuất sắc và tài năng đa dạng. Anh ấy đều có thể thu hút rất nhiều sự chú ý. Các buổi hòa nhạc của gia đình Lệ Hoa thường quy tụ nhiều nghệ sĩ của công ty biểu diễn trên cùng một sân khấu, mang đến một bữa tiệc nghe nhìn cho khán giả. Tuy nhiên, khi Phương Như Bác xuất hiện trong danh sách biểu diễn thường có thể khơi dậy sự chú ý và kỳ vọng nhiều hơn. Vé cho buổi hòa nhạc của gia đình Lệ Hoa mới nhất đã được bán hết ngay khi mở bán. Sức hút mạnh mẽ của Phương Như Bác không thể tách rời khỏi sự ủng hộ và số lượng người hâm mộ đông đảo và trung thành. Chắc hẳn mọi người đã xem bộ phim tài liệu Người Bảo Vệ mới được phát hành, và trong đó Phương Như Bác làm đại sứ phúc lợi công cộng, một lần nữa đã cho mọi người thấy được ý thức trách nhiệm xã hội của Phương Như Bác với tư cách là một người của công chúng. Và hãy nghe chia sẻ của nhân viên đoàn bảo hộ động vật hoang dã với Phương Như Bác rằng: "Trong lòng chúng tôi đã vô cùng xúc động và cảm kích khi thấy cậu ấy vượt qua phong tỏa của bão tuyết để đến Quảng Châu. Cách đây khá lâu, vào ngày 13 tháng 12, Bắc Kinh đã có trận bão tuyết lớn, các hành trình đều bị trì hoãn lại, và ngày hôm đó sân bay thủ đô đã hủy ít nhất 560 chuyến bay. Tuy nhiên, ngày hôm ấy, sau khi hoàn thành việc quay phim MV cho Vạn Vật Đáng Yêu, Phương Như Bác đã đến sân bay đi đến Quảng Châu và tham gia đội cứu hộ bảo vệ động vật hoang dã. Là một bộ phim tài liệu về phúc lợi công cộng được phát hành nhằm mục đích nâng cao nhận thức của công chúng về việc bảo vệ các loài động vật hoang dã TT có nguy cơ tuyệt chủng. Đồng thời giới thiệu kinh nghiệm cá nhân và hiểu biết sâu sắc của Phương Như Bác với tư cách là một đại sứ phúc lợi công cộng. Bộ phim tài liệu ghi lại sự tham gia của cá nhân Phương Như Bác vào dự án bảo vệ TT qua góc nhìn của mình. Anh ấy đã cho khán giả thấy cuộc khủng hoảng hiện sinh mà loài TT đã phải đối mặt và cách con người nên hành động để bảo vệ chúng. Trong bộ phim tài liệu này, Phương Như Bác xuất hiện trước ống kính với hình ảnh vô cùng giản dị. Mặc quần áo đơn giản, không có bất kỳ trang phục cầu kỳ nào, anh ấy đã chọn đi bộ xuyên rừng cùng với các nhân viên bảo tồn tuyến đầu. Thái độ thực hành này không chỉ là phản ánh sự nghiêm túc trong công việc mà còn thể hiện sự chân thành và tốt bụng của anh ấy. Với tư cách là đại sứ từ thiện, Phương Như Bác không chỉ dùng hành động của mình để lên tiếng bảo vệ TT mà còn làm gương xuất sắc cho những nhân vật của công chúng khác.